Ngài Đạo Văn Bùi Văn Cường một cửa ngõ dẫn Tô vào nhà trụ vương. Bùi Văn Cường hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng thư ký Quốc hội kiêm Chủ tịch Văn phòng Quốc hội. Trước khi được Vương Đình Huệ kéo về Quốc hội, ông Cường có thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy tại Đắk Lắk từ năm 2019 cho đến năm 2021. Vào ngày 16 tháng 4, nhiều tờ báo trong nước cùng đưa tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của tập đoàn Thuận An tại tỉnh này. Cụ thể, hồ sơ được Bộ Công an yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cung cấp là hồ sơ của gói thầu số 3 thi công dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Ông Đại tướng Tô Lâm đã cho đánh mạnh vào dự án của tập đoàn Thuận An tại Đắk Lắk. Hồ sơ yêu cầu cung cấp bao gồm quá trình phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, quá trình triển khai dự án và gói thầu số 3. Ngoài ra, C03 cũng đề nghị cung cấp hồ sơ về ký kết, thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng, dự án và gói thầu số 3. Được biết, gói thầu số 3 khởi công vào ngày 9 tháng 12 năm 2021 do một liên doanh thi công bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Tập đoàn Thuận An. Ông Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk từ ngày 19 tháng 7 năm 2019 cho đến ngày 7 tháng 5 năm 2021. Tuy ông đã rời Bí thư Tỉnh ủy này trước ngày khởi công dự án, nhưng giai đoạn mời thầu, đấu thầu, dự thầu, chấm thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đều diễn ra dưới thời ông Bùi làm bí thư của tỉnh này. Cho nên, việc Bộ Công an yêu cầu chính quyền tỉnh cung cấp hồ sơ gói thầu có liên quan đến Thuận An tại Đắk Lắk được xem là nhắm vào ông Bùi Văn Cường, một trợ thủ đắc lực của ông Vương Đình Huệ tại Quốc hội. Gói thầu số 3 này được cho là có sự cấu kết giữa ông Phạm Thái Hà, trợ lý của ông Vương Đình Huệ, cùng với Bùi Văn Cường để kéo vào tay Nguyễn Duy Hưng. Như vậy, rất có thể việc soi kỹ dự án của tập đoàn Thuận An tại Đắk Lắk chính là cách mà Tô Lâm tìm đường để dẫn đến trụ vương tại Hà Nội. Được biết, ông Bùi Văn Cường từng bị Tố Đạo Văn vào khoảng tháng 3 năm 2020, một giáo viên thể dục trường tiểu học dân lập Nguyễn Khuyến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là Hoàng Minh Tuấn, đã gửi đơn lên tố cáo Ban Tổ chức Trung ương cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Trung ương, cáo buộc ông Bùi Văn Cường, Đạo Văn, luận án tiến sĩ. Trước đó, tạp chí Môi trường và Xã hội đã đăng tải một bài viết của ông Phạm Đình Quý cũng cáo buộc ông Cường, đạo luận án tiến sĩ, gian dối học thuật để trèo cao, nhằm mục đích không trong sáng, gây bất bình trong nhân dân. Sau đó, tạp chí này đã bị Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phạt đến 50 triệu đồng và thu hồi giấy phép 2 tháng vì nói không đúng sự thật. Mỉa mai thay, Cục Báo chí mà lại có chức năng xem xét tính xác thực của một luận văn xem có bị đạo nhái hay không thì quả là chuyện quyền lực làm nên tất cả. Ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội kiêm chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và là cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk hiện nay đang gặp khó. Để bịt miệng những người tố cáo, ông Cường đã cho Công an tỉnh Đắk Lắk bắt cả hai người tố cáo nói trên. Đặc biệt, ông Cường còn cho Công an Đắk Lắk xuống tận Sài Gòn để bắt người mang về Buôn Ma Thuột. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã mở phiên tòa sơ thẩm với ông Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý. Cả hai lần lượt nhận mức án 2 năm 6 tháng tù và 9 tháng tù về tội vu khống, mặc dù không có bất kỳ hội đồng khoa học nào xem xét luận văn của ông Cường, xem có phải là đang đạo nhái hay không. Tòa án của Việt Nam chỉ xử án theo mệnh lệnh là như thế. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Ngài Đạo Văn Bùi Văn Cường, một cửa ngõ dẫn Tô vào nhà trụ vương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê. Đốn trụ Huệ, Tô sẽ là nhà vô địch. Đốn trụ.
nguồn tin nội bộ đang đợi kiểm chứng cho biết vào ngày 17 tháng 4, Vương Đình Huệ bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương triệu tập lên làm việc. Kết quả sau hai buổi làm việc, Vương Đình Huệ viết đơn xin từ chức như kịch bản đã diễn ra với ông Võ Văn Thưởng. Nếu đây là thông tin chính xác thì sẽ có rất nhiều cuộc họp bất thường mà Trung ương Đảng và sau đó là cuộc họp của Quốc hội. Hiện nay, thông tin ông Vương Đình Huệ viết đơn từ chức bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngăn chặn, không cho phép lan tỏa trong nước. Giả sử đây là tin thất thiệt thì cần gì phải chặn đến như thế? Còn nếu là tin đúng sự thật thì trước sau gì cũng phải công khai trên báo chí của nhà nước. Cho nên, việc nhà cầm quyền ngăn chặn tin đồn là động thái thừa, chỉ càng làm cho người dân thêm tò mò, rồi rủ nhau vượt tường lửa đọc tin tức của báo chí tự do. Thông tin nội bộ cho biết, chiều ngày 17 tháng 4, Vương Đình Huệ đã viết đơn từ chức. Nếu ông Huệ từ chức thì tứ trụ chỉ còn hai, đó là Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Nếu Tô Lâm thực sự có thể làm cho Vương Đình Huệ ngã ngựa, thì người được ông Tổng chọn kế vị đã không còn cửa tranh chức Tổng Bí Thư. Tô Lâm sẽ rộng đường tiến thẳng đến chiếc ghế quyền lực cao nhất của Đảng. Ông Tô Lâm đã xỏ mũi Trần Cẩm Tú dắt đi trong vụ triệt hạ Võ Văn Thưởng, bởi ông Tú mới là người lên danh sách kỷ luật trình Bộ Chính trị phê duyệt theo quy trình mà Tổng Trọng ban ra. Giờ đây, sau khi thành công hạ ông Thưởng, Tô Lâm quyết moi ra tội của Vương Đình Huệ theo những điều cấm của Đảng. Đến lúc đó, Trần Cẩm Tú cũng chỉ biết theo đuôi, và ông Tổng thì cũng đành bất lực. Tô Lâm đánh Vương Đình Huệ bằng chính vũ khí của ông Nguyễn Phú Trọng đã dựng ra. Khi nhắm vào Vương Đình Huệ, Tô Lâm có thể hiện sự nguy hiểm của chính bản thân. Nếu ông Phạm Minh Chính cũng có tham vọng tranh đoạt chiếc ghế Tổng Bí Thư với Tô Lâm thì cũng nên phải cẩn thận. Có thể là sự thỏa hiệp với Tô Lâm để mà ngồi vào ghế Tổng Bí Thư, còn ông Phạm Minh Chính tiếp tục ngồi ghế Thủ tướng thì cũng không phải thiệt thòi gì cho ông. Còn như quyết sống mái với Tô Lâm, có khi Phạm Minh Chính lại là nạn nhân tiếp theo của ông Tô Đại Tướng. Nếu đốn được Vương Đình Huệ thì đấy là thắng lợi lớn của Tô Lâm, nhưng vẫn chưa đủ. Tô Lâm cần phải dọn sạch nhóm Nghệ An ra khỏi Bộ Công an, đặc biệt là đối với Phan Đình Trạc. Ông Trạc cũng rất muốn nắm Bộ Công an để sau đó tranh hùng tranh bá với các tứ trụ cho bản thân ông và cho phe Nghệ An của ông. Đứng ngoài tứ trụ mà đốn ngã tứ trụ thì mới chỉ là Tô Lâm làm được. Cũng bởi Tô Lâm nắm binh quyền trong tay nên mới có khả năng này. Cho nên ghế Bộ trưởng Bộ Công an cũng là chiếc ghế mà các phe nhóm đều muốn chiếm lấy để mưu cầu sự nghiệp chính trị cho riêng mình và phe phái của họ. Hạ xong Vương Đình Huệ, Tô Lâm thanh thang đường về đích. Thông tin nội bộ cho biết tiếp, ông Trọng vẫn thường xuyên phải kiểm tra máu tại Bệnh viện Quân y 108. Ở tuổi này, cộng thêm di chứng sau những lần ngã bệnh trước đó, có thể nói việc kéo dài tuổi thọ đến hết nhiệm kỳ cũng là một vấn đề lớn đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông Trọng khó lòng nhả ghế, đặc biệt là phải nhả cho một kẻ phản trắc như Tô Lâm, thì ông lại càng không muốn. Tuy nhiên, một khi Tô Lâm đã dùng đến binh đao để mà tranh đoạt, ắt Tô Lâm cũng có biện pháp mà không cần ông Tổng Bí Thư phải tự nguyện trao ghế. Mà đã có ý đồ đoạt ghế thì không cần phải đợi đến hết nhiệm kỳ. Đặc biệt khi vây cánh làm nên sức mạnh cho ông Tổng trước đây đã bị Tô Lâm xỏ mũi, thì khả năng Tô Lâm đoạt ghế trước Đại hội 14 là điều rất cao. Cách tranh đoạt ghế Tổng Bí Thư của Tô Lâm sẽ gây thù chuốc oán không ít với nhóm lợi ích bị Tô Lâm tấn công. Nếu Tô Lâm đoạt được ngôi Tổng thì vây quanh ông vẫn có rất nhiều kẻ thù trực chờ. Rất có thể dù Tô Lâm ngồi ghế cao nhưng phải vất vả để chống lại vô số kẻ thù ẩn hiện trước mặt. Quý vị và các bạn có theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin đốn trụ Huệ, Tô Lâm sẽ là nhà vô địch đốn trụ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Chào các bạn và hẹn gặp lại lần sau.